Chiều ngày 20 tháng 12, Hội nông dân thành phố đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 3 mở rộng, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Năm 2023, các cấp hội nông dân thành phố đã bám sát nhiệm vụ của hội gắn với nhiệm vụ chính trị của thành phố, chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, thực hiện các chỉ tiêu thi đua, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện, đạt được những kết quả toàn diện. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi hội nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội đại biểu cấp cơ sở và cấp thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, chủ động nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội, tư vấn hướng dẫn, qua đó thu hút đông đảo nhân dân, cán bộ hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phát triển mạnh mẽ. Hội cũng thường xuyên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ hội viên nông dân, sát với nhu cầu và điều kiện của từng địa phương. Hoạt động của các cấp hội được đổi mới, có trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở. Các mô hình chi tổ hội nông dân nghề nghiệp được quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đến nay đã có 29 trên 30 chỉ tiêu hoàn thành, đạt trên 100%. Một số chỉ tiêu đạt cao như chỉ tiêu về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác kiểm tra, hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP. Năm 2024 là năm thứ hai triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nông dân thành phố phấn đấu thực hiện thắng lợi 12 chỉ tiêu cụ thể, qua đó tiếp tục phát huy vai trò là chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nòng cốt trong thực hiện các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, nhấn mạnh bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có sự đóng góp lớn của thành phố. Trong đó có các cấp hội nông dân, đồng chí ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật các cấp hội nông dân thành phố đạt được là điểm sáng của nông dân tỉnh với nhiều cách làm mới hiệu quả. Năm 2024, đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, quán triệt triển khai hiệu quả các văn bản của hội nông dân các cấp, đặc biệt là nhiệm vụ về chuyển đổi số trong nông nghiệp, chủ động ra soát đăng ký nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, tiếp tục triển khai hiệu quả đề án về các sản phẩm OCOP, thực hiện tốt việc giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền, tổ chức tốt các hoạt động đối thoại. Nhân dịp này, Hội nông dân thành phố công nhận 2 đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc, 8 đơn vị đạt vững mạnh, khen thưởng 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2023. 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong thực hiện đán 09. Hội nông dân tỉnh khen thưởng cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2023.